quý vị và các bạn, người phụ nữ hiện đại bên cạnh việc chăm sóc gia đình còn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Để giúp chị em chủ động hơn trong công việc cũng như chăm sóc sức khỏe, chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm hữu ích đang là xu hướng dành cho phụ nữ. Để có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và cuộc sống có chất lượng, ngoài công việc, chị em phụ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao. Nhưng do đặc thù thể trạng, mỗi lần đến chu kỳ kinh nguyệt, nhiều chị em phụ nữ thường cảm thấy cơ thể mệt mỏi, khó chịu và hạn chế các hoạt động trong thời gian này. Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện thêm sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới, đó là cốc nguyệt san, sản phẩm thay thế băng vệ sinh hay tampon giúp phụ nữ có thể vận động thoải mái dù đang trong kỳ kinh nguyệt mà vẫn an toàn. Tôi sử dụng cốc nguyệt san được 2 năm rồi. Sau khi sử dụng cốc nguyệt san thì tôi cảm thấy là rất là thoải mái và không bị ẩm ướt bí bách như là sử dụng băng vệ sinh. Bên cạnh đó thì dùng cốc nguyệt san rất là tiết kiệm. Đối với phụ nữ thì sử dụng 1 năm hết từ 120 đến 180 cái băng vệ sinh. Trong khi đó cốc nguyệt san thì sử dụng được rất là nhiều năm. Cốc nguyệt san được các chuyên gia đánh giá là một sản phẩm khoa học ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới và hữu ích cho việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Không chỉ vậy, vì cốc nguyệt san có thể tái sử dụng nên các nước phát triển đã khuyến khích phụ nữ dùng cốc nguyệt san để hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, ở các nước phương Tây, cốc nguyệt san đã phổ biến. Phụ nữ lựa chọn cốc nguyệt san để thay thế cho băng vệ sinh và tampon. Nó giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Cốc nguyệt san làm từ silicone y tế kháng khuẩn, an toàn và tiện dụng, giúp mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Bạn có thể thoải mái vận động, bơi lội và làm mọi việc mà không thấy khó chịu dù đang trong kỳ kinh nguyệt. Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, nhóm nghiên cứu Bách Khoa Hà Nội với kinh nghiệm sáng chế ra nhiều sản phẩm hữu ích như đèn dụ cá nhúng nước cho ngư dân, máy làm giá Bách Khoa, máy lên men tỏi đen, đã sản xuất thành công sản phẩm cốc nguyệt san BK Cup lần đầu tiên tại Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất từ 100% silicone y tế kháng khuẩn, được thiết kế phù hợp với cơ thể phụ nữ Á Đông, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn, không gây viêm nhiễm và rất dễ sử dụng ngay từ lần đầu tiên. Bên cạnh đó, BK Cup còn có các kích thước khác nhau để người sử dụng có thể dễ dàng lựa chọn. Cái thứ nhất là cái thiết kế rất là đột phá. Chính vì vậy không có vết dao khuân hay còn gọi là via tiếp xúc với cơ thể người phụ nữ. Do đó thì không gây ra cái xước vi tế ở niêm mạc. Cái thứ hai là kết hợp giữa độ cong, độ dày cũng như điều khiển nhiệt độ, áp suất để tạo ra một sản phẩm mà vừa có độ mềm mại mà rất dai mà cũng đủ độ bật khi mà đi vào âm đạo. Cái thứ ba ấy là chúng tôi điều khiển các thông số hóa lý một cách tuyệt đối để silicone cái lưu hóa hoàn toàn, chính vì vậy rất trơn môi trường. Và chúng tôi khi mà thử nghiệm cái mô phỏng cái môi trường pH trong âm đạo người phụ nữ ấy, thì hoàn toàn không sinh ra bất kỳ một chất độc hại nào, chính vì vậy tuyệt đối an toàn khi mà sử dụng. Cần thiết là như vậy, nhưng tại Việt Nam hiện nay, cốc nguyệt san hầu hết là hàng xách tay, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể gây nguy hại cho người sử dụng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của BK Cup đã nhận được sự quan tâm cũng như phản hồi tích cực của người sử dụng. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm NIFC, Bộ Y tế. Lần đầu sử dụng tôi cảm thấy khá lo lắng, tuy nhiên dần dần tôi thấy thoải mái hơn và tôi nhận ra rằng nhờ việc sử dụng BK Cup tôi có thể làm mọi thứ như những ngày thường như bơi lội, khiêu vũ, đi chơi với bạn bè. Tôi không phải lo nghĩ dù là đang trong những ngày đèn đỏ. Với tôi, BK Cup thực sự là một lựa chọn rất tuyệt vời và tôi rất muốn giới thiệu sản phẩm này với những người phụ nữ khác. Thông qua sản phẩm cốc nguyệt san BK Cup, nhóm nghiên cứu Bách Khoa Hà Nội một lần nữa khẳng định khả năng sáng tạo của mình khi liên tiếp sáng chế ra các sản phẩm thiết thực và hữu ích made in Việt Nam tới cộng đồng. Cốc nguyệt san BK Cup đã nhận được giải thưởng thương hiệu dẫn đầu năm 2018, giúp chị em phụ nữ phần nào giải tỏa được những căng thẳng, thêm thoải mái, tự tin, tận hưởng cuộc sống.